mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố. Rồi, như vậy qua phần 1 này chúng ta lưu ý học thật kỹ cái định nghĩa ở đây là phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố. Tức là trong tích đó tất cả các thừa số phải là số nguyên tố. Và chú ý là một số nguyên tố khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì là chính số đó. Và mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố. Chúng ta tìm hiểu sang phần 2 là về cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Và ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc. Đầu tiên chúng ta quay trở lại ví dụ là cần phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố và chúng ta tiến hành theo cột dọc. Thì chúng ta dùng thước kẻ để chúng ta kẻ một đường thẳng. Và để phân tích số 300 này ra thừa số nguyên tố theo cột dọc thì chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta sẽ xét xem số 300 này chia hết cho các số nguyên tố nào từ nhỏ đến lớn. Thì chúng ta có các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn, đó là số 2, số 3, số 5, số 7, số 11, số 13. Tạm thời dừng đến đây. Số 17. Đây, tạm thời là chúng ta có một vài số như này. Và đầu tiên chúng ta thấy là số 300 này chia được cho 2, cho nên chúng ta sẽ chia cho 2 trước. Chia cho 2. Và chúng ta biết là thực hiện phép chia này ra ngoài giấy nháp, chúng ta có là 300 chia cho 2 thì 3 chia cho 2 được 1. 1 x 2 là 2, 3 trừ 2 còn 1, hạ 0 xuống là 10. 10 chia cho 2 được 5. 5 x 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0 và hạ 0 xuống, được kết quả là 0. Như vậy đây là được kết quả là 150. 150. Tiếp tục chúng ta xét xem là số 150 này có chia hết cho các số nguyên tố nào, thì ta lại thấy là số 150 này tiếp tục chia hết cho 2, cho nên chúng ta sẽ chia cho 2 ở đây. Và 150 chia cho 2 thì ta được kết quả là 15 chia cho 2 được 7. 7 nhân với 2 bằng 14. 15 trừ 14 còn dư 1, hạ 0 xuống và được kết quả là 10 chia cho 2 được 5. 2 nhân 5 là 10, 10 chia 10 bằng 0. Như vậy kết quả là 75, nên ta ghi ở đây là số 75. 75. Và đến đây, số 75 thì không chia hết cho 2 nữa và ta kiểm tra xem số 75 có chia hết cho 3 không. Thì ta có là 75 chia hết cho 3 nên ta sẽ thực hiện lấy 75 chia cho 3. 7 chia cho 3 được 2. 2 nhân với 3 là 6, 7 trừ 6 còn 1. Ta hạ 5 xuống. 15 chia cho 3 được 5. Như vậy 75 chia cho 3 được 25 nên chúng ta ghi đây là 25. Tiếp tục số 25 thì không chia hết cho 3 nữa mà số 25 thì chia được cho số nguyên tố tiếp theo là số 5 nên ta sẽ chia cho 5. Ta thấy ngay là 25 chia cho 5 được 5. Và đến đây số 5 thì lại tiếp tục chia cho chính nó, đó là chia hết cho số nguyên tố 5 và được 1. Vậy thì ta ghi được là như vậy, số 300 khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì ta ghi được là bằng 300, ta viết là 300 bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 5 nhân 5. Và làm như này là ta đã phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc. Và để cho gọn thì cái kết quả này chúng ta ghi mỗi số nguyên tố này, mỗi thừa số nguyên tố này dưới dạng lũy thừa, thì chúng ta có là viết gọn lại là 300 sẽ bằng, chúng ta thấy là có 2 thừa số 2 nên ta ghi là thành 2 mũ 2 nhân với 1 thừa số 3 nên ta ghi là nhân với 3, và 2 thừa số 5 cho nên ta ghi là 5 mũ 2. Như vậy vừa rồi chúng ta đã phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố và viết kết quả dưới dạng, viết gọn lại kết quả.
Và cách làm như thế này được gọi là phân tích một số là thừa số nguyên tố theo cột dọc. Bây giờ chúng ta lưu ý là trong cái cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố thì ta thường viết các cái ước nguyên tố, tức là các cái thừa số nguyên tố đó theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Có nghĩa là ta viết là 300 thì bằng là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 mũ 2. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì 2 rồi tới 3 rồi tới 5 này. Rồi, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong về phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc. Ở đây chúng ta có một cái nhận xét như sau. Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả. Quay trở lại, ở trong cái phần ví dụ 1 thì chúng ta thấy là ở trong ví dụ 1 thì chúng ta có phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố bằng cái cách chúng ta làm rất thủ công, đó là tách từng cái số 1 như thế này. Và chúng ta được kết quả là, ở đây là kết quả cuối cùng, thì ta có là bằng, theo cái cách viết đầu tiên ở hình 23 thì ta cũng có là 300 bằng 2 x 3 x 2 x 5 x 5, tức là trong đó có 2 thừa số 2, nên ta cũng viết là 300 bằng 2 mũ 2 nhân với 1 thừa số 3, nên ta viết là nhân với 3, và nhân với 2 thừa số 5 thì ta viết là 5 mũ 2. Tương tự như vậy ở dưới này, hai cái hình 24 và hình 25 thì ta cùng kết quả. Đấy, vậy thì dù viết theo cách nào thì kết quả cũng giống nhau. Ta lưu ý là như thế. Và ở đây có một cái bài tập, đó là phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố. Chúng ta sẽ làm bài tập là phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố. Bài tập chấm hỏi là phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố. Chúng ta sẽ tương tự như vừa rồi, chúng ta đã phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố, thì ta sẽ viết số 420 và chúng ta kẻ một cái gạch thẳng xuống. Cũng xét bắt đầu từ số nguyên tố nhỏ cho lần lượt đến lớn là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, vân vân. Thì chúng ta có là 420 chia được cho 2, cho nên chúng ta sẽ chia cho 2 đầu tiên. Và ta cũng có là, đang có là 420 mà chia cho 2 thì 4 chia cho 2 bằng 2, 2 nhân với 2 là 4, 4 chia 4 bằng 0, chúng ta hạ 2 xuống, 2 chia cho 2 được 1, 1 nhân 2 là 2, 2 trừ cho 2 bằng 0, nên ta hạ 0 xuống, như vậy bằng 210, ví dụ đây là 210. Số 210 lại tiếp tục chia hết cho 2, nên ta lấy số 210 này chia cho 2 tiếp, thì ta được là 210 mà chia cho 2, thì 2 chia cho 2 được 1, 1 nhân 2 là 2, 2 trừ 2 bằng 0, hạ 1 xuống, 1 không chia được cho 2, chúng ta viết 0 ở đây. Và tiếp tục hạ số 0 này xuống là 10, 10 chia cho 2 được 5, 2 x 5 là 10, 10 chứ 10 bằng 0, như vậy được là 105. Viết số 2 ở đây, đây là 105. 105 thì không chia hết cho 2 nữa, và ta thấy là 105 là có chia được cho 3, bởi vì là 1 cộng 0 cộng 5 bằng 6 chia hết cho 3, cho nên 105 chia hết cho 3. Thì ta lấy 105 này chia cho 3, 05 chia 3 thì ta có là 10 chia cho 3 được 3, 3 x 3 là 9, 10 trừ chia 9 còn 1, chúng ta hạ 5 xuống, 15 chia cho 3 được 5. Như vậy 105 chia cho 3 được 35. Và số 35 này ta có là 5 cộng 3 bằng 8, không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp tục đến số 5 thì chữ số tận cùng là 5, cho nên 35 chia hết cho 5, ta sẽ có 35 chia cho 5 bằng kết quả bằng 7. Và đến đây 7 chia cho 7, 7 chính là số nguyên tố, cho nên 7 chia cho 7 được 1. Vậy ta viết được là 420 sẽ bằng. Ở đây chúng ta đếm là có 2 thừa số 2, cho nên ta sẽ ghi là 2 mũ 2 nhân với, có 1 thừa số 3 nên ta ghi là nhân với 3, 1 thừa số 5 nên là ghi nhân với 5, và 1 thừa số 7 nên là ghi là nhân với 7. Như vậy 420 sẽ bằng, bài tập chấm hỏi, 420 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 nhân 7. Và đây là kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm các bài tập.